Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Cả nhà ơi, đó nè, mình trồng vô thùng xốp cũng có bắp, đậu bắp ăn rồi thấy không? Đó, ngày mai là có cái hoa đậu bắp đẹp nè. Đó, nó cũng có ánh nắng, nó cũng có hoa ha. Đó, có trái ăn bữa giờ rồi cả nhà, chuẩn bị tàn rồi. Rồi, hôm nay mình đi hái là rau càng cua cả nhà. Rau càng cua để mình làm gỏi. Gỏi sứa. Cả nhà thấy rau càng cua chưa? Mình trồng vô thùng rồi cả nhà. Cả nhà muốn ăn ngon ngang là chịu khó lặt. Lặt cái gì này cả nhà? Lặt mấy cái hạt của nó đó. Mình lặt ăn nó đỡ nhám. Đó, mình lặt còn sót nè, thấy không cả nhà? Đó. Còn sót sơ sơ cũng được cả nhà. Đó là nó mình bỏ xuống thùng nó sẽ mọc lại. Rồi cả nhà thấy nó tốt ghê chưa? Rau càng cua này mình trồng 3 thùng. Còn mấy cái chỗ lẻ lẻ không nói, mình trồng 3 thùng nè cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình thu hoạch nha. Bây giờ mình sẽ hái. Mình cắt như thế này này cả nhà, đây nè, mấy cái hạt của nó này nó đen rồi nè ha, là nó sẽ rớt xuống, nó mọc lại. Bây giờ mình ăn cái này nó sạm lắm cả nhà. Làm xiên lặt một chút. Làm xiên rồi mình bỏ lại xuống xuống thùng. Còn mình cắt theo cách làm gỏi thì mình cắt 3 cắt 4 cho nó tùy ý cả nhà. To nhỏ dài ngắn gì tùy ý nha. Đó, là xong phải không? Làm xiên một chút thôi, mình ăn nó đỡ sạm. Rồi cả nhà ơi, được một rổ rau nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Nếu mà cả nhà ăn non á là đó, nó lên như đây nè cả nhà. Không cần phải lặt cái bông đó đâu. Đây đây là cái đám, mình đám non nè. Đó, nó dài cỡ này luôn mà nó không có miếng rau nào luôn nè, là mình đỡ lặt. Đó, nó ra non non vậy thôi là ăn không sao, còn già thì mình chịu khó mình lặt cái. Rồi bắt đầu mình hái rau mùi ở ngoài vườn nè cả nhà. Ngò gai nè, hành lá, bên đây mình trồng hành lá được luôn đó cả nhà, nhưng mà điều nó không có tốt như ngoài quán thôi. Đó. Bây giờ bắt đầu mình cuốc đất, bắt đầu mình chuẩn bị mình ấy. Rồi mình trộn với lại bắp cải nha cả nhà, chứ trộn không nó là không có ngon lắm. Trộn không nó vẫn được nhưng mà nó không có ngon, nên mình phải trộn bắp cải trắng hay bắp cải gì, hay là trộn dưa leo, hay trộn thêm cái gì đây cả nhà. Đó, rồi bây giờ mình đi bào bào nha. Đây cả nhà, sứa đây cả nhà, nó làm lạt. Cái nào dài quá thì mình cắt ra cả nhà, còn cái nào ngắn thì mình vừa ý thôi, mình cắt theo cả nhà nha. Đó, nhưng mình muốn để to gì mình ăn cho biết hương vị miếng sứa thì mình để to gì luôn cả nhà. Đó, mình là cắt cái nào mà dài quá, như cái này mình cắt đôi này cả nhà. Đó, còn như cái này là vừa rồi nè cả nhà. Đó, như cái này là vừa rồi nè, thấy không? Đó. Rồi bắt đầu mình làm gỏi sứa. Rồi cả nhà ơi, đã xong rồi nha. Bây giờ bắt đầu mình để đâu vào đó cho ráo nước. Rồi chút nữa ông xã mình về, bắt đầu mình mới trộn gỏi cả nhà. Nó chứ bây giờ trộn là nó sẽ sầu. 7 giờ tối ông mới về. Đó. Rồi cái này sứa là mình cũng cắt rồi nha cả nhà. Mình rửa hai nước đi, rửa hai ba nước đi cả nhà, tại sứa nó cũng làm sứa lạt. Là bắt đầu là mình ấy, chút nữa mình phi hành nha cả nhà, phi hành tỏi, rồi bắt đầu mình mới mới trộn cái sứa này. Rồi bắt đầu mình mới đưa đưa rau vô mình trộn. Đây rau mùi đây cả nhà. Rau mùi là mình cũng để cho ráo luôn. Xong bắt đầu mình cắt mình nêm ở trên cho nó thơm thôi. Trời ơi, ngò gai nó tốt ghê cả nhà. Bây giờ mình đi mua phân. Mình đi mua phân, mua đồ để mình đi làm vườn. Rồi, mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày với mình nha. Ok.